Hello, xin chào tất cả các bạn. Chào mừng các bạn quay lại với kênh Triệu Phú TV, kênh mua bán điện thoại cũ, máy tính bảng cũ giá rẻ. Và hôm nay là ngày 30 tháng 10 năm 2020. Thì là gì nhỉ? Và bây giờ thì cũng là hơn 10 giờ tối rồi các bạn nhé. Và buổi tối ngày hôm nay thì bên mình lại về được ít mẫu sản phẩm điện thoại cũ giá rẻ thanh lý cho bạn. Thì các bạn nào chưa ưng nào sản phẩm bên mình, các bạn có thể đăng ký kênh. Các bạn lên kênh YouTube này, các bạn có kênh là Triệu Phú TV. Thì thường thường thì mỗi tối mình sẽ ra clip. Các bạn kích này Triệu Phú này TV. Đây các bạn kích vào đăng ký kênh nhé. Kênh mình là 51.000 rồi nhá. Đấy, cảm ơn các bạn đã ủng hộ mình suốt thời gian qua. Đấy, rất nhiều điện thoại cũ giá rẻ đấy ạ. Kênh 51.000 đăng ký, các bạn kích đăng ký này. Bật chuông thông báo. Và mỗi tối mình sẽ ra clip thanh lý level trực tiếp điện thoại cũ giá rẻ. Thì các bạn sẽ là người xem và lựa chọn đầu tiên. Thì thường thường mình bán trong vòng 1-2 ngày là hết nhá. Các bạn lưu ý là theo dõi coi như là gì nhỉ, thường xuyên những sản phẩm bên mình. Và buổi tối ngày hôm nay thì nhà mình về ít mấy mẫu sản phẩm điện thoại phụ giá rẻ thanh lý cho bạn. Thì sản phẩm đầu tiên buổi tối ngày hôm nay mình giới thiệu và thanh lý cho bạn là chiếc sản phẩm là Samsung Lot 8. Đây, Lot 8 thì hôm nay nhà mình vừa mới về được cây này xong. Cây này là bản công ty này. Đấy, cây Lot 8 này là bản công ty 2 sim 2 sóng nhé. Đấy, con Lot 8 là bản công ty 2 sim 2 sóng. Con này thì là tình trạng thì là màn hình đẹp nhé. Chỉ bội gọi là lưu gì nhỉ, sorry các bạn, là chỉ đổ một tí chỗ này nhé. Đấy, màn hình bình thường nhé. Đấy, màn hình thì là bình thường, màn hình thường bình thường sáng đẹp, chỉ bị chấm một tí chỗ này thôi. Đấy, chấm mực một tí chỗ này nhé. Các bạn dùng bao cho bạn là không loang mực các kiểu ABC, dùng rất là ok. Đây, con Lot 8 này bản công ty. Đấy, máy màu đen bóng nhé. Đấy, Lot 8 công ty này thì các bạn cũng đã rõ rồi. Thì là cấu hình của nó là RAM 6GB. RAM 6GB, bộ nhớ trong con này là 64GB. Màn hình con này thì là màn hình là tràn viền. Đấy, màn hình tràn viền 6,3 inch. Đấy, màn hình là tràn viền 6,3 inch. Đấy, độ phân giải màn hình của nó là 2K. Chụp ảnh thì là có 2 camera, một điện flash và trợ sáng vân tay này. Mở khóa thì có tính năng là khóa mặt này, mống mắt này. Đây. Và vân tay. Nói chung là mở khóa khuôn mặt, mống mắt và phân tay, rất nhiều tính năng đấy. Này, rất nhiều tính năng nhé. Đấy. Samsung Lot 8 bản công ty, màn hình bị đổ mực một tròm con ở đây. Con này thì bên mình đang bán các bạn với giá là 3.500.000 các bạn nhé. Đấy. 3.500.000 đấy ạ. Máy màu đen bóng đấy ạ. Hình thức cũng còn độ 90%. Rất ok các bạn nhé. Bạn nào thích sản phẩm Samsung Lot 8 này, các bạn nhà mình là sớm nhất nhé. Và tiếp theo buổi tối ngày hôm nay nhà mình về được hai con là cây LG G7. Và tiếp tục buổi tối ngày hôm nay nhà mình về được hai cây LG G7. Hai cây LG G7 này nhà mình là hai con này đều là bản hàn một sim. Hai cây này đều là bản hàn một sim. Một sim một sóng nhá. Máy hàn thì là bên mình, hai con này bên mình thì là máy tình trạng máy ấy, thì là máy con zin nguyên bản, máy con zin áp suất nhá. Đấy, máy zin nguyên bản, zin áp suất. Hai con này thì là máy zin nguyên bản, zin áp suất. Đây là ngoại hình máy thì còn 90%. Con này thì là màu gì nhỉ? Con này thì là màu gì nhỉ? Màu đỏ mận nhé. Đây. Con gì nhỉ? Con này thì là màu đỏ mận này. Màu mận chín này. Con này thì là màu mận chín này. Đấy. Và con này thì là màu xanh nhé. Màu xanh này, màu mận chín và màu xanh. Hai con này đây, ngoại hình rất là đẹp. LG G7 dùng rất là sướng. Con này là chạy chip Snap nhé. Còn dòng Lot 8 này của mình thì là con này là chip Exynos, con này là Exynos 8891 hay sao ấy. Con này là chip Snap 845 hay sao ấy, mình cũng không nhớ rõ. Đây. LG G7 thì là màn hình con này thì là màn hình là tràn viền. Này, màn hình tràn viền. Màn hình tràn viền 6,1 inch nhá. Đây. Màn hình tràn viền 6,1 inch. Độ phân giải màn hình con này cũng là 2K nhá. Độ phân giải màn hình 2K. Này, camera cực kỳ là sắc nét đấy. Đấy. Nói chung là chụp 2K, 4K thì các bạn khỏi phải chê luôn. Đây, chụp ảnh 2K, 4K các bạn khỏi chê luôn này. Con LG G7 này. LG G7 này. Sau đây là một số kết quả từ web. LG G7 này. Đấy. Con này màu hồng và một con màu xanh này. LG G7 thì con này có bản hàn ấy. Bản hàn thì nó có hỗ trợ cái, nó hỗ trợ loa ngoài và có chip âm thanh các bạn nghe nhạc. Các bạn nghe nhạc xem phim con LG G7 này thì nó có hỗ trợ là chip âm thanh, các bạn nghe lo ngoài cực kỳ là to và sướng các bạn nhé. Đấy, LG G7 này. Đấy.
LG G7. Con này, hai con này thì bên mình đang thanh lý mạng giá là 3.200.000 nhé. Đấy. 3.200.000, máy zin nguyên bản, zin áp suất nhé. Đấy, 3.200.000 một con đấy ạ. Đây. 3.200.000 nhé. Bạn nào thích sản phẩm LG G7 này, các bạn liên hệ được sớm nhất, một là qua Zalo và hai là các bạn liên hệ trực tiếp qua hai số điện thoại mình và đây địa chỉ cửa hàng mình. Gần các bạn có thể là qua trực tiếp cửa hàng nhà mình các bạn nhé, để là giao lưu trao đổi mua bán điện thoại cũ. Và ở xa bên mình thì có ship. Và hình thức mua hàng ở xa thì các bạn tin tưởng bên mình rồi ấy, thì các bạn cọc trước thì mình sẽ chuyển khoản trước ấy, thì các bạn sẽ là mình sẽ free ship các bạn. Còn các bạn nào mà chưa tin tưởng bên mình rồi, các bạn chọn hình thức là nhận hàng, kiểm tra hàng và thanh toán ấy, thì các bạn phải cọc trước cho mình 50k, 100k và 200k phí ship tùy theo mức giá sản phẩm các bạn nhé. Đấy, LG G7 đấy. Có Momo mận chín này, các bạn mua tặng người yêu và các bạn dùng rất ok, màu xanh này nhé. Đấy, nhiều lắm, hôm nay thì nhà mình về cũng khá đấy các bạn ạ. Rất nhiều điện thoại cũ giá rẻ thanh lý cho bạn này. Và tiếp theo buổi tối ngày hôm nay nhà mình về được 3 cây Oppo A7S này. Đấy. A7S thì buổi tối ngày hôm nay về 3 cây nhé. 3 cây Oppo A7S này. Đấy. Oppo A7S này. Hôm nay thì buổi tối ngày hôm nay nhà mình về 3 cây các bạn nhá. Này. Oppo A7S này. Đấy. Oppo A7S thì mình cũng nói sơ qua qua. Thì là màn hình con này cũng là tràn viền này. Tràn viền 6 inch. Màn hình là 6 inch, hơn 6 inch. Pin con A7S này thì là pin hơn 4000 nhá. 4030 sao pin là hơn 4000. RAM 2GB, bộ nhớ trong 16GB. À, con này đầu tiên mình giới thiệu các bạn con A7S này thì là tình trạng là máy bị mất sóng nhá. Đấy, con này là máy tình trạng mất sóng, con Oppo A7S này mất sóng. Thì con này thì mình sẽ thanh lý bạn với giá là 900k. Đấy, con Oppo A7S mất sóng này. Con này thì ngoại hình cũng còn rất là mới đẹp nhé. Con này thì mình sẽ thanh lý bạn giá là 900k các bạn nhé. Đấy. Con Oppo A7S này. Con này mất sóng. Mất sóng, con này thì mình sẽ thanh lý bạn giá là 1 triệu sorry các bạn 900k nhé. Con mất sóng này là 1 triệu 900k này. Con Oppo A7S này. Đấy, 900k con Oppo. Tất cả là máy dùng bình thường. Nói chung là quay phim nghe gọi mạng các bạn, wifi ấy, quay phim chụp ảnh wifi thì bình thường các bạn có thể là mua về, ví dụ các bạn học sinh ấy, các bạn mua về cho các em học sinh, các bạn có thể là gọi mạng kiểu mà Zalo, Facebook ấy, đấy thì các bạn có thể là mua tặng cho các em nhỏ được, hoặc là mua mà máy nghe nhạc chạy ứng, nói chung là làm thay một iPod cũng được, nghe nhạc cũng được. Đây 900k các bạn nhé, Oppo A7S này nhá. Đấy, dành riêng cho bạn coi như là làm máy iPod. Và hai con này thì nó cũng là RAM 2GB, bộ nhớ trong 16GB. Con này thì là mình sẽ thanh lý bạn giá là 1.550.000 này. Con Oppo A7S này là 1.550.000. Đấy, màu đỏ, hình thức cũng khá là đẹp. Và con này thì là vỏ hơi phải phải một chút. Con này thì là 1.500.000 các bạn nhé. Đấy. 1.500.000 con Oppo A7S đấy ạ. Bạn nào thích sản phẩm Oppo A3S này, các bạn nhận hàng được sớm nhất nhá. A3S thì hôm nay mình về 3 cây nhá. Đấy, các bạn lựa chọn nhá. Đấy, 900k, 1.550.000 và 1.500.000 các bạn nhá. Thì ba con này thì là mỗi con này là bị mất sóng nhá. Thành lý các bạn bây giờ là 900k nhá. Và tiếp theo buổi tối ngày hôm nay nhà mình về con này hoa Hawaii nhá các bạn nhá. Con này thì là màn hình cực kỳ là lớn. Con này là Hawaii gì nhỉ? i7 Pro 2018. Con này là Hawaii i7 Pro 2018 đấy ạ. Đấy. Cầu hình con này là RAM 3GB. Bộ nhớ trong là 32GB. Con này thì là màn hình là 6 inch, hơn 6 inch. Màn hình cực kỳ là to đấy ạ. Ngoại hình con này còn độ 85-90% nhé. Đây. Ngoại hình con này còn 85-90%. Còn Hawaii i7 Pro 2018 này. Con này thì mình sẽ thanh lý bạn với giá là 1.400.000 nhé. Con này là 1.400.000, RAM 3GB, bộ nhớ trong là 32GB. Màn hình thì là 6 inch, hơn 6 inch các bạn nhé. Hawaii i7 Pro 2018 này. Này. Mình sẽ xem lại cho các bạn xem là rõ cho nó quần Hawaii. Đấy, Hawaii i7 Pro 2018 1.400.000 các bạn nhé. Đấy, 1.400.000 cho các bạn nhé. Về chiến game, xem phim, nghe gọi, các kiểu rất là ok nhé. Đấy, dành cho các bạn là fan hâm mộ là của Hawaii. Và tiếp theo buổi tối ngày hôm nay nhà mình về được con này là con Vivo i91C. Này, Vivo i91C. Thì hôm nay nhà mình lại về được con này nhé.
Đấy, giới thiệu điện thoại đây. Vivo i91C thì là con này thì phiên bản của nó là RAM 2GB, bộ nhớ trong là 32GB nhé. Còn Vivo i91C này là RAM 2GB, bộ nhớ trong là 32GB. Đây, con này thì là máy có ngoại hình nó rất là đẹp này. Máy đẹp leng keng luôn, con Vivo i91C này. Đấy. Máy đẹp leng keng luôn, đấy. Máy rất là đẹp. Đấy. i91C RAM 2GB, bộ nhớ trong con này là 32GB nhé. Còn Vivo i91C này thì bên mình đang thanh lý mạng giá là 1.800.000 các bạn nhá. 1.800.000 còn Vivo i91C này. Máy đẹp leng keng sáo beng nhá. Đấy, máy màu dưới đây thì là màu hơi hồng hồng, ở đây là trên màu đỏ này. Đấy. Rất là buồn cười, màu Oppo họ thiết kế rất là hay. RAM 2, bộ nhớ trong 32GB. Màn hình con này thì là tràn viền hơn 6 inch, pin thì là hơn 4000 các bạn nhá. i91C đã 1.800.000 các bạn nhá. Ui trời, nhiều lắm, hôm nay thì cực kỳ là nhiều luôn. Đây. Lô này thì mình sẽ thanh lý cho bạn tí nữa mình sau. Nhiều lắm. Ôi giời. Và con này là 500k này. Đây. Con này là Oppo gì nhỉ? A33. Con này là Oppo A33 nhé. Đây. Còn Oppo A33 con này thì là 500k. Các bạn mua về tất cả con này thì máy này thì bình thường nhé. Con này thì là máy bình thường nhé. Đây. Con này thì là máy bình thường. Đấy. Các bạn mua về làm thay máy phụ đen trắng nghe gọi rất ok. Còn Oppo A33 này thì là 500k cho các bạn nhé. Đấy. Các bạn mua về là một máy phụ này nghe gọi này. Rất ok ạ. Này, Oppo A33. Đấy. Ngoại hình của nó có tạm tạm được. Nói chung là cũng được. 500k thôi. Không khác gì một máy cục gạch đen trắng nhá. Các bạn thay một con máy đen trắng. Đen trắng thì không được không có xem phim vào mạng nhé. Nhưng mà con Oppo A3 này thì là vào mạng được nhé. Các bạn mua về tặng cho các em nhỏ rất là ok. Con này thì là tất cả là bình thường nhá. Tất cả bình thường, máy nghe gọi bình thường nhá. 500k các bạn nhá. Đây ạ. Và tiếp đến là con này. Con này thì hôm nay nhà mình về được con này là Samsung gì nhờ? S4 XT này. Con này Samsung S4 XT. Con này thì là phiên bản của nó là RAM 2GB. Bộ nhớ trong con này là 32GB nhé. Con Samsung S4 XT này. Đấy, S4 XT thì tất cả con máy này thì dùng bình thường. Wi-Fi xem phim nghe nhạc rất bình thường. Chụp ảnh quay phim bình thường. Con này là phiên bản của nó RAM 2GB. Bộ nhớ trong con này là 32GB. Con S4 XT này thì là tình trạng của nó là máy bị mất sóng nhé. Máy bị mất sóng. Con này thì mình sẽ thanh lý bạn với giá là 500k cho các bạn về xem phim, nghe nhạc. Hoặc các bạn mua về tặng ông bà, bố mẹ, người thân mà làm con máy ở nhà, để ở nhà cho các bố mẹ ở nhà người xem. Hoặc là các em nhỏ, ví dụ mà lúc mà ăn cơm ấy, ví dụ mà con cái ở nhà mà ăn cơm mà trẻ con dỗ ấy, các bạn mua sản phẩm này về cho các em xem cũng được nhé. Xem phim nhé, chơi game. Nói chung là chơi game vừa vừa cũng được, 32GB mà các bạn thảo lưu nhé, 5 lít cho các bạn nhé. Đó, tình trạng là máy mất sóng nhé, rất nhiều máy giá rẻ cho các bạn. Đây, đây. Và tiếp theo buổi tối ngày hôm nay, nhà mình giới thiệu các bạn là chiếc Samsung này, Samsung J737S nhé. J737S thì hôm nay nhà mình vừa mới về con này xong. Đây. Samsung J737S thì con này là phiên bản nó là RAM 2GB, bộ nhớ trong là 32GB. Con này thì là màn hình của nó là màn hình là 5,5 inch nhé. J737S này thì nó là phiên bản của này là phiên bản Hàn Quốc một sim nhé. Đây. Ngoại hình thì con này còn độ 85%. Đấy. Con này thì mình sẽ thanh lý bạn giá là 1.300.000 cho các bạn nhé. J737S đấy, 1.300.000. Rất nhiều điện thoại cũ giá rẻ. Bên mình thì có ship ở xa cho các bạn nên các bạn yên tâm. Đấy, 1.300.000 con J737S này. Các bạn như mua những sản phẩm máy của Hàn Quốc này dùng rất ok. Nói chung là máy của Hàn Quốc dùng ok lắm. Nhưng mà được cái là sang Việt Nam mình là toàn zin nguyên bản chứ không có sửa chữa hay làm gì làm lại nhé. J737S nó là S nhé, dòng S sẽ nhanh hơn nhé, S hơn thì nhanh hơn dòng J737 thường nhé. Đấy. 1.300.000 cho các bạn nhé. Các bạn mua về làm tặng ông bà, bố mẹ, người thân hoặc cái em nhỏ này, nói chung là làm máy phụ nghe gọi rất là ok nhé. 1.300.000 thì rất là rẻ. Và tiếp theo thì buổi tối ngày hôm nay thì nhà mình lại về được là lô này là lô Samsung A8 2018 đấy. Hôm nay nhà mình về được cũng nhiều lắm đây. Nhà mình nay về được cũng rất là nhiều đấy.
A8 2018 này nhà mình về đủ màu các bạn nhé. Nhà mình về được tất cả là 1 2 3 4 5 6. 6 cây Samsung A8 2018. Samsung A8 2018 này thì là phiên bản của nó thì là RAM 4GB, bộ nhớ trong là 32GB. Thì là ngoại hình máy thì còn từ 90 đến trên 90%. A8 2018 này thì của nhà mình nhé. Tất cả 6 con này nhà mình thì là máy đều là còn nguyên bản zin áp suất luôn nhé. 6 con này nhà mình thì là máy còn zin nguyên bản zin áp suất. Đấy. 6 con này nhà mình thì là máy nguyên nguyên bản nhé, zin áp suất luôn. Đấy. Đấy, 6 con này. Nguyên bản zin áp suất luôn, con màu xanh này và màu gold này và màu đen này nhá, đen bóng nhá. Đấy, A8 2018. Thì bọn Hàn Quốc này thì là sẽ là phiên bản một SIM các bạn nhé. Bọn Hàn Quốc này thì là phiên bản mặc định thì là về Việt Nam mình sẽ là một SIM. Đấy, A8 2018 này. Về Hàn Quốc của nó mặc định là một SIM, thì các bạn nào muốn lên hai SIM thì các bạn có thể là về lên là hai SIM nhé. Máy Hàn Quốc sẽ lên là hai SIM. Đấy. Màn hình con này thì là màn hình của nó thì là 5,6 inch. Đấy. Màn hình là tràn viền 5,6 inch. Con này thì là cầm thứ nhất là nhỏ gọn này. Không to quá mà nó không nhỏ quá, cầm rất là chắc tay nhé. Đấy, máy màu đen bóng rất là đẹp này, màu gold rất là đẹp này. A8 2018 thì màn hình con này thì là màn hình của nó là AMOLED mà nó là Full HD cộng, các bạn xem phim thì cực kỳ tuyệt vời. Đấy. Phiên bản của nó là RAM 4GB, bộ nhớ trong là 32GB. Thì hôm nay nhà mình về được mấy cây nhá? 6 cây nhá. 2 vàng, 3 xanh và một đen bóng nhá. Đấy. Bạn nào thích màu đen này các bạn làm được sớm nhất này. Đấy. Bọn này thì các bạn có thể là về, các bạn mà nào mà có nhu cầu dùng hai SIM ấy thì các bạn có thể là về lên hai SIM để dùng nhá. Con A8 2018 này thì bên mình đang bán các bạn với giá là 2.400.000 một con nhá. Rất là rẻ đấy. Đấy, máy zin nguyên bản luôn, toàn là máy zin áp suất luôn. Các bạn về đi mưa đi giò cực kỳ là ok. Những sản phẩm này các bạn mà chẳng may mà đi ra ngoài trời mưa mà lem tem mấy hạt mưa vào ấy thì tỷ lệ vào nó rất ít nhá, tại vì nó có chống nước mà. Đấy, các bạn nói chung là dùng nước thì mình cũng không yêu cầu các bạn phải dùng nước cả, nhưng các bạn đi mưa đi giò những dòng này rất là ok ạ. Đấy. Bạn nào thích sản phẩm Samsung A8 2018 này các bạn nhà mình được sớm nhất. Con này thì bên mình đang thành lý bảo giá là 2.4 triệu nhá, nhà mình bán đồng màu đồng giá luôn các bạn nhé. 2.4 triệu đấy. Bạn nào thích màu nào thì các bạn nhanh tay nhấc máy liên hệ trực tiếp mình đặt hàng nhá, hoặc là các bạn gần có thể trực tiếp qua địa chỉ cửa hàng mình. Và tất cả sản phẩm bên mình thì báo giá trực tiếp, thì là sản phẩm bên mình thì cứ lỗ được một tuần và bảo hành là 6 tháng, nên các bạn yên tâm sử dụng nhá. Và thì bây giờ thì cũng muộn rồi, và xin chúc bạn đang xem video mình một buổi tối ngủ ngon và cuộc sống thì luôn luôn tràn đầy vui phúc. Và các bạn nhớ đăng ký kênh và bật chuông thông báo và xem những clip thanh lý điện thoại cũ bên mình nhá.